Ta sẽ tiếp tục bài 2 như sau. Bài 2 của chúng ta liên quan đến định dạng đoạn văn bản và phân đoạn văn bản. Định dạng văn bản thì nó có những cái vấn đề gì liên quan đến văn bản, và phân đoạn văn bản là những cái vấn đề gì, thì ở trong nội dung này nó sẽ nói rõ hơn. Có một số phần thì nó giao với cái bài 1. Đấy, thế nhưng mà trong này chúng ta có thể là sẽ được nhắc lại một chút. Thế thì đầu tiên là liên quan đến chèn văn bản và đoạn văn bản. Chèn văn bản ở đây là cái gì? Là tìm và thay thế văn bản. Tức là tìm kiếm và thay thế văn bản. Tức là văn bản đã có rồi, ta muốn thay nó thành một văn bản khác, hay một cái cụm văn bản. Thì bây giờ cô mở một cái tài liệu Word ra. Cô mở một cái tài liệu Word. Đây giả sử cái tài liệu là Data 22 này. Cái Data 22 là người ta yêu cầu là bạn thay những cái từ bicycle thành cái từ cycle. Đấy, bicycle viết hoa, à có chữ, có S ở dưới nhá. Đấy. Đấy. Thành cái từ là cycle thì chúng ta mới chọn. Bạn có thể bôi đen là copy cũng được, hoặc không thì chúng ta vào đấy chúng ta paste nó ra hoặc ta gõ lại. Ví dụ cô có cái từ là bicycle thay thành chữ cycle, cycle đấy có S, sau đó có kích vào G plus all đấy, nó bảo là tìm được 8 từ bắt đầu bằng cái từ là bicycle, và nó đã thay thế hết và tạo ra 5 cái thay thế, 8 từ nhưng mà có 5 mà có 9 từ thay thế. Đấy. Thế thì có một cái từ là nó hơi bị không bình thường, tức là cái từ nó như thế này nó không bình thường. Chết rồi. À cái về sau mình không thay cái từ bicycle này, cô làm lại này. Anh nhá, cái vẫn là bicycle nguyên này, bây giờ vào này. Thay thế này, G plus all, nó tìm thấy 8. Yes này, xong nó bảo là bạn có muốn thay tất cả và tạo ra 5 cái thay thế không? Ok. Thì ở đây nó thay cả cái chữ trên này này. Cái chữ này nó không có chữ xì, nó không thay. Có 9 từ. Được thay, còn chữ này không thay bởi vì không có chữ xì. Đây, cô undo lại các bạn nhìn. Đây là chữ bicycle có chữ S gì. Bicycle S gì. Đây có 9 chữ. Đây 9 chữ này. Này vào vào file bật lên này có 9 chữ này. Đấy. Có 9 cái chữ này. Bây giờ mình thay G bullet này. Làm lại này. Thay bicycle thành chữ cycle G bullet. Đấy. Close. Thế bây giờ chúng ta nhìn thấy đánh cái chữ bây giờ cái chữ cycle đấy thì nó có 9 chữ này đã được thay này, nó báo rõ là 9 chữ ở những chỗ nào đấy đã được thay. Thế còn bây giờ bạn mà đánh chữ bicycle thì nó không còn nữa đấy, bạn đánh chữ bicycle thì nó không còn nữa, nó bảo không còn nữa đấy, nhưng mà có không có sc thì lại vẫn còn, có 1, 2, 3, 4, 5 chữ. Đấy, thế thì đấy là những cái mà chúng ta hiểu là thay thế là như vậy. Tức là mình vào G plus này, xong đó mình đánh những cái từ nào thay bằng cái từ nào. Đấy. Đây là nội dung thứ nhất. Bây giờ sang nội dung thứ hai. Cắt, copy và paste. Thế thì cắt, copy và paste thì các bạn thấy ai cũng biết rồi. Nhưng ở trong này có một cái mà chúng ta ít để ý đến. Nó là paste. Đấy, paste có định dạng hay là paste không có định dạng. Thế thì ở đây, giả sử như trong văn bản của chúng ta, cô muốn sao chép cái này xuống cuối tài liệu. Nhưng mà cái này nó có màu, có đậm. Đấy, nó có màu, có đậm. Bây giờ mình muốn copy xuống bôi đen này, chọn nếu mà cắt tức là di chuyển, tức là nó sẽ không còn ở đây nữa mà nó di chuyển đến vị trí mới, thì bạn chọn cắt.
Còn nếu mà bạn sao chép thì bạn chọn copy, tức là nó vẫn nó tạo ra một bản sao rồi nó sẽ đặt ở vị trí mới. Thì cái từ cắt và paste này là nó tạm thời đưa vào trong bộ nhớ đệm, đến khi lọc bạn paste thì nó mới đưa ra. Đấy. Thì ở đây chúng ta lưu ý, nếu mà cắt thì là mất văn bản gốc, còn copy là nhân bản văn bản gốc. Thì giờ cô mới chọn copy, cô đưa xuống cuối tài liệu. Đấy, cuối tài liệu cô paste ra. Nếu mà bạn kích paste ở trên thì paste có cả màu, undo lại. Còn ở đây nó có ba tùy chọn. Nếu mà đây có nghĩa là có màu, đây tức là nó giữ nguyên định dạng ở cái vị trí này. Đấy. Còn cái trường hợp thứ ba là chỉ copy nội dung, không có định dạng. Thế thì ba cái này là các bạn lưu ý, nếu mà bài thi ấy, quốc tế ấy, là người ta sẽ hỏi cả ba trường hợp này. Thì các bạn phải lưu ý trường hợp nào để chúng ta làm nhá. Chúng ta nhớ, nếu mà người ta bảo chỉ copy văn bản, không, hay người ta chỉ only text only thôi, người ta ghi mỗi chữ text only, thì chúng ta phải chọn cái thứ ba. Đấy nha, thì đấy là chúng ta lưu ý cái phần cắt paste. Tiếp tục sang cái phần thứ ba là thay thế văn bản bằng cách sử dụng autocorrect. Đấy, thay thế văn bản bằng cách sử dụng autocorrect có nghĩa là gì? Là văn bản chúng ta chưa có, khi mà chúng ta đánh một cái cụm từ nào đó, nó tự động thay. Nó khác với từ Gplace. Gplace là có rồi, tôi muốn thay bằng cái khác. Còn Gplace Text sử dụng autocorrect là khi tôi gõ, nó gặp cái cụm từ đấy, nó tự thay bằng cái khác. Thế thì nó là có những cái trường hợp như này. Đây trường hợp đây. Giả sử bây giờ cô muốn đánh chữ là VMU thì nó ghi là Đại học Hàng hải Việt Nam chẳng hạn, thì cô mới vào file, cô chọn option. Nó xuất hiện cái hộp thoại option này, thì chúng ta chọn grouping, nó có cái chữ là auto correct option. Đấy, các bạn đánh chữ VMU ở đây nó có sẵn rồi, cô xóa đi cô lại, thay bằng Đại học Hàng hải Việt Nam. Đại học Hàng hải Việt Nam Gplace. Sau đó cô đánh cái chữ là DH TNH, nó thay thành chữ là Trần Nguyên Hãn. Đấy, Gplace vào. Ok, thế là bây giờ đã có hai cụm từ, ví dụ như là VMU cách chấm, nó ghi Đại Hồng Hải Việt Nam. TNH, nó TNH, đấy, nó thành chữ Trần Nguyên Hãn. Đấy, thế thì đấy là chính là autocorrect nhé các em nhé. Autocorrect tức là tự động hiệu chỉnh sau khi gõ, khác với Gplace. Gplace là đã có rồi, đấy, ta thay bằng cụm từ khác. Đấy, khi nào dùng cái gì và khi nào dùng, khi nào thì dùng Gplace, khi nào thì dùng autocorrect. Được chưa? Bây giờ sang nội dung thứ tư là chèn các ký tự đặc biệt. Chèn các ký tự đặc biệt là như thế nào? Là trong tài liệu của các bạn ấy, là nó hay có những cái yêu cầu là chèn chữ A còng, hoặc là chèn biểu tượng copyright. A còng thì trên máy có, nhưng mà cái từ copyright là chữ C xong cái đường tròn xung quanh ấy, thì thường là ở trên bàn phím không có, mà phải chèn thêm vào. Ví dụ như ở trong cái này, người ta bảo chèn cái chữ copyright vào sau cái chữ là below bicycle band. Đấy, thì chúng ta mới đứng ở đây, ta mới vào insert, ta chọn symbol. Đấy, more symbol. Đấy, xong đó chúng ta chọn phông. Ứng với mỗi một loại phông thì nó có một cái kiểu symbol khác nhau. Đấy, chứ không rất nhiều bạn mở ra xong thì nhìn thấy nó không có, bảo là trên máy em không có. Đấy, đây, đây là copyright này. Đấy, còn đây là Jitter này. Đấy, đây là copyright. Đấy, insert nó vào. Đấy, chúng ta đã nhìn thấy cái chữ copyright đây. Hoặc là ta chèn một cái quyển sổ vào. Quyển sổ thì ở trong này nó không có, mà nó thường hay làm ở chỗ winding, cái phông winding. Đây, phông winding. Đấy, bạn có cái biểu tượng này.
các cửa sổ đấy, nó chèn vào. Thì đây chúng ta nhìn thấy ký tự đặc biệt đây đấy. Thế còn nếu mà bạn mà biết cái này thì không sao, nhưng có nhiều trường hợp là người ta lại ghi một cái câu là chèn ký hiệu của copyright, thì có thể bạn sẽ vào special character đây, special character, các bạn sẽ nhìn cái chữ copyright đây này, bạn insert nó cũng ra đấy, cũng ra. Hoặc là từ trademark, trademark đây đấy, đấy trademark là cái biểu tượng thương mại đấy, như công ty nước ngoài đấy, nó hay ký hiệu cái chữ TM bên cạnh những cái cụm từ của công ty ấy. Hoặc là copyright là liên quan đến xuất bản sách, thế thì người ta hay đưa cái vào. Hoặc là cái biểu tượng là trong cái character nó có biểu tượng là paragraph đây. Đây. Bình thường mà bạn chèn vào nó không có, mà phải khi là cái home bấm hide and show paragraph nó mới ra. Đấy thì đấy là cái những cái này người ta gọi là ký hiệu đặc biệt. Đấy, ký tự đặc biệt nó không có sẵn trên bàn phím nha, nó không có sẵn trên bàn phím. Thế thì khi mà đọc đề bài ấy, thì phải để ý cái trường hợp đó, người ta bảo cái gì, cái kiểu gì, có thể người ta đã cho sẵn cái biểu tượng hay ra bạn phải chèn vào, còn có thể người ta chỉ ra từ tiếng Anh thôi. Đấy, người ta bảo là copyright hoặc là register. Đấy, register là có chữ R bên trong, tức là đăng ký bản quyền, tức là tôi đã đăng ký quyền tác giả đây, register. Đấy, nó khác nhau như vậy thì chúng ta lưu ý. Đấy là chèn ký tự đặc biệt.